Rau giúp bà đi. Sao lại đổ cái hạt tiêu à? Hạt tiêu anh Trường anh cho vào trong tủ lạnh anh bảo hỏng. Cái này tiêu xanh này phải ngâm mấy nước mắm. Tiêu xanh. Lại phí thế nhỉ? Đây là cái tiêu xanh. Tiêu xanh mà. Tiêu xanh này phải ngâm nước mắm. Tiêu xanh này mà để tủ lạnh nó đen xỉ xấu nó. Thế là để tủ lạnh nó bảo là hỏng nó mất nét đây này. Nó hỏng rồi ấy. Cái này tiêu xanh ngâm nước mắm với ớt xong nó làm được nước mắm chấm. Nó mang về có biết đâu, hôm qua tự nhiên thấy nó dở ra nó bảo hỏng rồi. Dầu. Dầu ngót tốt nhỉ. Dầu ngót này bà lại phải cắt một lượt đi cho nó lên lượt mới. Đốn đi cơ, năm nay chưa đốn ấy. Đốn đi xong đốn thấp xuống trồng. Đây làm canh, làm bát canh còn rau xào. Đây đi. Đi vào em. Táo vào nhặt rau cho bà nhé. Bí đao à? Đi cái khoan. Có 2 rưỡi để rau rõ ràng thôi. Vợ nó nhỉ? Này xong con nhặt này nha, cái cỡ này quay luôn xong rồi xoắn luôn. Nó mua cái gì luôn nhỉ?